Xin chào các bạn. Hôm nay thì bên mình diệt bò chét cho một hôm tây tại Đà Lạt nha. Ở đây thì người ta nuôi mèo và nó bị nhiễm bò chét. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem kết quả sau khi bên mình đã xử lý xong. Đây, đây là cái bếp nè. Đây là cái bếp nha. Và đây là dưới sàn. Thì bây giờ mình sẽ zoom to lên cho các bạn xem. Đấy, cái bò chét nó chết như thế nào các bạn nha. Đây, mình sẽ zoom hết cỡ lên cho các bạn xem. Rồi, các bạn xem kết quả nha. Đây, bò chét nè, thấy chưa? Đó, rồi. Rất là nhiều nha, mình cũng không nghĩ là nó nhiều đến mức này. Nè, bò chét nè, thấy chưa? Đó, chét nha. Rồi, xem tiếp nha. Đây, đang nằm nè, các bạn thấy chưa? Đó, đó, đang nằm ha. Rồi, dưới ghế nè. Zoom cho các bạn xem. Hơi khó nhìn thấy đây, thấy chưa? Đây nè. Rồi, vô trong nha. Đây, các bạn thấy không? Bò chét nè, chết la liệt ha. À, thường như là chết tươi luôn á. Rồi. À, ở đây ba con nữa nè. Rồi, trước nè. Hai con nè, các bạn thấy chưa? Rất là nhiều, mình không nghĩ là nhiều đến cái mức độ này. Đây. Trong bếp nha. Kim coi những chỗ khác nè. Rồi, zoom lên cho các bạn nhìn nha. Đây, bò chét nè, thấy chưa? Đó, bò chét ha. Rồi, tiếp nè, đây nè, thấy chưa? Rồi, rất là nhiều. Kinh khủng luôn, đây. Ha. Nhiều chưa? Quá nhiều luôn đúng không? Đây. À, cái này bên mình phun ướt sàn nha, phun ướt sàn để đảm bảo là con nào nó cũng chết. Đó, các bạn thấy ha, những cái chấm đen đen đang nằm nè, đó. Là bò chét các bạn nha. Đây. Đây bò chét đây ha, đây nè. Rồi, nhìn xa tới nè, đây nè, thấy chưa? Kinh khủng khiếp luôn. Đó, bạn thấy ha. Dường như chỗ nào cũng có nha, dường như chỗ nào cũng có bò chét. Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nếu các bạn cần thuốc hoặc là cần dịch vụ tại Đà Lạt hoặc là những cái tỉnh thành khác ở tại Lâm Đồng thì các bạn cứ liên hệ bên mình nha. Lâm Đồng hoặc các tỉnh thì bên mình đều chuyển thuốc đi. Rồi, xin chào các bạn.